Yo và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Indie Gaming. Và hôm nay mình sẽ quay trở lại với tựa game mô phỏng siêu xe Car Mechanic Simulator này. Và hôm nay theo nhu cầu rất là nhiều bạn thì mình sẽ cùng với các bạn tham quan và trải nghiệm thử con siêu xe huyền thoại McLaren F1 ha. Con xe này có thể gọi là rất là huyền thoại luôn, cũng như là nổi tiếng trong cái làng siêu xe thời bấy giờ nha các bạn. Thì để tham quan được thì mình cần phải ra showroom ha. Chứ còn hiện tại thì mấy cái chỗ kia nó như là xe hư xe nát hết trơn rồi các bạn. Và theo như các bạn có thể thấy thì mình có 3 chiếc McLaren F1 ở đây ha. Đầu tiên đây là phiên bản, ui nhìn nó ngầu dữ vậy. 1997 McLaren F1 phiên bản là GTR Long Tail. Ok, con này cũng giống luôn đúng không? Rồi y chang luôn hai chiếc. Và bên này mình có một cái phiên bản thường. Đây là phiên bản tiêu chuẩn luôn nha các bạn. Đó, khá đẹp đó các bạn. Bây giờ mình coi hai con này trước đi, con kia mình coi sao. Đầu tiên là nó có một cái dàn tem gốc, rồi màu xanh pha với một cái màu cam và màu đen ha. Ở bên này mình có powered by BMW nữa nè. Đây là cửa trước. Rồi đây là cái mui xe, cái nắp động cơ phía sau đó các bạn. Đây là cái phần cốp xe đúng không? Đó, có chút xíu à. Rồi, và thông tin đặc biệt của con xe McLaren F1 này đó chính là nó được sản xuất vào năm 1993, kết thúc vòng đời vào năm 1998. Và con xe này nó là xe hai cửa nhưng mà là có 3 chỗ ngồi nha các bạn. Và cái chỗ của người lái nó ngay giữa này nè. Nó khá là đặc biệt luôn á. Đây ha, con này bên trong full carbon luôn nè. Hình như con này hai cái ghế ngồi hai bên nó bỏ luôn hả ta? Mình không có thấy hai ghế ngồi hai bên nữa rồi. Để máy nó xem. Oh. Hình như trời nó hơi lạnh cho nên để lên động cơ nó chưa có được đều á các bạn. Con này là phiên bản trường đua rồi cho nên là mình không thấy cái đồng hồ theo kiểu kia. Và nó cũng bỏ ghế luôn rồi các bạn. Đây là phiên bản GTR Long Tail, có nghĩa là kiểu như là trong trường đua chạy track á các bạn nhìn nè. Cái mâm nó cũng khác và cái phần đuôi nó cũng khác hơn so với con kia nhiều luôn á. Cánh gió đồ nhìn hầm hố hơn, ống xả cũng khác nè các bạn. Đây là phiên bản thường ha. Thì phiên bản thường nó có ống xả nó nằm ở giữa đây thôi. Và không có cánh gió, không có này kia luôn. Phiên bản tiêu chuẩn. Để mình lên thử. Đây nè các bạn nhìn có ghế nè. Có chỗ thoát gian tàn luôn nè. Đồng hồ thì nó cũng khác hơn ha. Đồng hồ nó nhiều kim hơn. Đây nè, hai bên là hai cái ghế nha các bạn. Còn đây là chỗ người lái là ngay giữa luôn. Rồi ok, đề xíu thôi chứ đề hoài mất công, ta đuổi về á. Ta kêu không có tiền vô mua xe mà còn nẹt nẹt nữa. Để coi con này giá bán là bao nhiêu. 17.289.000. Xe mới 100% nha các bạn. Nhưng mà mình có 1 triệu thôi, thôi mình đi về. Mình đi về mình mua vé số xem coi có trúng không chứ. Con này là 24 triệu. Thôi nghỉ khỏe đi về luôn. Đi về. Không có tiền mua xe. Rồi sau khi mà trở về từ showroom thì giá xe nó cao quá, cho nên là mình quyết định mình sẽ dắt các bạn ra ngoài chỗ sàn đấu giá. Thì sàn đấu giá này nó cũng có thể có được một số con siêu xe đó, nhưng mà giá nó rẻ hơn tại vì xe đã qua sử dụng rồi á. Nó sẽ cũ, nó hao mòn theo thời gian nha các bạn. Ở đây mình có hai cái nè, Kawasaki Car Auction và Kawasaki Service Car. Thì mình sẽ đi cái này trước đi. Ở đây mình, ấy có nè các bạn, McLaren F1 đời 1995, giá khởi điểm là 3 triệu, là chưa đấu giá nha. Còn cái này là phiên bản Long Tail, là giá khởi điểm là 4 triệu 7. Để mình coi con này thử xem. Con này nó hơi khác nè các bạn ơi. Con này là phiên bản GTR, nó không phải là phiên bản tiêu chuẩn ha. Thì nó có 3-4 phiên bản gì đó. McLaren F1 thường, phiên bản LM, phiên bản GTR, rồi phiên bản Long Tail nữa các bạn. Nói chung là nó nhiều, 3-4 dòng đời gì đó. Thì con này cũng, mình thấy nó cũng còn mới lắm, ken lắm luôn các bạn, nhưng mà không có tiền đấu giá. Cái này về sửa sang lại là ngon lành ha. Để coi kiểm tra thử nè. Nó kiểm tra từng cái nè, nó kiểm tra nguyên một cái bộ phận bên này luôn. Thì con này nó còn lại có 50% thôi. Đi cũng hơi nhiều á. 52, 59, 58, 60. Ôi, con này hơi cũ rồi các bạn. Và phải đấu giá nữa nha, chứ không phải là mình mua được liền đâu. Rồi, để mình ra xem còn con nào khác nữa hay không. Đây là con phiên bản GTR Long Tail nè. Con này nhìn nó giống như cái con lúc nãy mình coi ở showroom nè các bạn. Y chang luôn. Để coi tình trạng xe. Còn 90%. Tôi kiểm tra thử xem. 81, 87. Ui, con này còn ken lắm nha các bạn. Còn rất là ken luôn. Nhưng mà nó tới 4 triệu mấy lận. Thôi đi về chứ có tiền đâu mua. Để mình thử đấu giá cho các bạn xem. Hình như trước giờ mình cũng chưa đấu giá bao giờ đúng không? Đây mình có con Ford Mustang nè. Có con Porsche Carrera GT, Land Rover, Range Rover, Audi RS6. Ở đây có một con Ferrari 458 đời 2021.
mà chỉ có 57.000, sao nghe nó có mùi ha các bạn. Mình sẽ thử đấu giá con Audi RS6 phiên bản wide body này ha. Giá khởi điểm là 58.000. Đẹp á, đẹp á. Đẹp á. Keng xà beng á. Để xem coi nó còn mới không. 91. Ôi còn quá mới luôn các bạn ơi. Kiểm tra động cơ nè. 98, 98, 95. Đã, đấu giá. Bắt đầu đấu giá. Bắt đầu đấu giá được chưa? Chế độ mặc định đi. Đấu giá. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu ha. Đặt cược. Mình phải đặt cược. Canh nó có vòng tròn nè các bạn. Lên 85.000 rồi. 94 lên 100. Thấy hơi chua rồi đó. Đấu giá hoài với bộ. Được rồi, dừng đi. Đó, giá trị con xe. Ồ, giá khởi điểm nó có 58.000 thôi á, mà nó đấu lên gần 200.000 luôn rồi. Giỡn hoài bộ. Thôi cho luôn á, cảm ơn. Không đấu giá nữa đâu, bye bye. Ừ, tôi đi về, tôi không mua con này nữa, mốt tôi mua con khác. Rồi bây giờ mình qua bên này thử xem coi. Bên này nó có một số xe. Ê, các bạn, con này có 560.000 à các bạn ơi, GTR long tail luôn nè. Ở đây mình có con STR Viper. Rồi 348.000. Ui, mấy con này là nó cổ lắm rồi nè. Ủa ủa khoan các bạn. Con này con này nó banh hết trơn rồi còn gì thế đâu. 4% mà nó khác gì mình đi mua xe ở bãi phế liệu đâu. Nhưng mà thường mấy con này mình nghĩ là nó không vô phế liệu đâu. Tại vì cái xe nó là dạng siêu xe rồi các bạn. Khó mà vô phế liệu lắm. Nó nằm kiểu này đó. Tại vì nó cũng là huyền thoại một thời á. Nó không thể nào mà vô cái bãi phế liệu. Tại vì vô bãi phế liệu rồi là chuẩn bị bỏ rồi. Còn mấy con này là vẫn còn mua về được ha. Thì mình chỉ có phạm vi đi trong cái con xe này thôi. Đây là cái gọi là nguyên một cái kho luôn á. Thì tình trạng xe là con này chỉ có bao nhiêu đây. Mình thấy nó giá như 300 mấy á. Khá là ngon các bạn. Rồi 1997 luôn nè. Phiên bản Cheetah Long Tail luôn nè. Mình sẽ cố đấu giá để lấy con này ha. 672 mã lực. Giả mang đi. Rồi bắt đầu đấu giá. Giá khởi điểm là 348 nha. Mình dự phòng tầm khoảng đâu đó. Mới đây lên 600 rồi hả? Ok. Mình định kêu là mình dự đó tầm khoảng 600 tới 700 thôi. Nhưng mà mình ăn được con xe rồi các bạn. Một lần đặt cược là nhảy 50.000 ha. Rồi nhận xe. Đem về gara. Đấy, đi về thôi. Cảm ơn rất là nhiều. Về gara, về gara. Đây rồi, em nó đây rồi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu phục chế em nó nha các bạn. Đầu tiên là mình sẽ cho đi rửa cái đã. Đi qua bên chỗ rửa xe, mình rửa hết bên trong, bên ngoài. Sau đó thì mình sẽ làm lại cái phần thân xe trước. Rửa. Rồi, rửa xong thì mình sẽ qua tới dọn vệ sinh nội thất ha. Ô, con này nó có cái màu trắng hả? Nè, mình rửa xong nó lên màu trắng nè các bạn. Rồi, đẹp đẽ hết rồi đó. Bên trong này mình, cái bình này là bình oxy hay là bình nitro đây. Bây giờ đem vô cầu nâng ha. Bên kia mình đang để con Ferrari. Tại vì con nó đẹp quá các bạn. Để trưng trong xấu thôi chứ không làm gì hết trơn á. Rồi, dùng cái máy. 39.000 để phục hồi lại cái phần thân xe. Chùa. Rồi, cảm ơn nha, đi về đi. Đây, xe thì nó bánh xe rồi còn đầy đủ. Nhưng mà động cơ thì chắc là cũng thiếu quá các bạn. Mình không có kiểm tra được động cơ ta. Kỳ vậy. Đây nè. Nó cũng thiếu, nó không đầy đủ đâu. Động cơ này không biết là có đề máy được hay không nữa. Nhưng mà không có chỗ ngồi để vô đề máy ha. Rồi, bây giờ mình sẽ gấp cái động cơ ra. Lấy được không ta? Tháo hộp số ra trước. Rồi ok. Đây, hộp số đây. Và để tháo hộp số thì các bạn cần phải tháo nguyên cái bánh xe luôn. Cho nên là ok. Bây giờ mình sẽ bắt tay và mình tháo hết toàn bộ con xe này xuống. Sau đó mình tháo động cơ ra và mình làm lại động cơ trước ha. Vẫn như là cái quy trình giống như những con xe khác thôi nha các bạn. Bắt đầu thôi nào.
Rồi sau khi mà mình tháo ra hết rồi thì bây giờ mình sẽ lấy động cơ xuống, nhưng mà trước khi lấy xuống thì mình cần phải hút nhớt ra nha các bạn, không thôi mình phải chi trả cho cái tiền mà nhớt nó rớt xuống đó các bạn. Đó, có chút xíu luôn. Lâu lắm rồi nó còn có chút xíu rồi các bạn. Bây giờ hạ xe xuống. Rồi, cẩu động cơ ra ngoài. Sau đó thì mình sẽ lắp vô bên này và bắt đầu mình sẽ sửa sang lại thiết bị. Lắp động cơ V12DOHC nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu tháo đồ nha các bạn. Mình sẽ tua nhanh cái đoạn này nha. Sau khi mà mình sửa sang xong hết thì mình sẽ lắp lại cho các bạn xem ha. Bắt đầu thôi nào. Rồi và mất một khoảng thời gian mình ngồi mình tháo hết động cơ ra, mình ngồi mình sửa lại động cơ thì phải nói thật sự là mình trầm cảm luôn các bạn. Hồi đó giờ động cơ mình làm nhiều nhất là V8 và phức tạp là Boxer ha. Nhưng mà cái V12 này nó nhiều chi tiết quá đi các bạn ơi, nó nhiều cực kỳ luôn. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu lắp đặt động cơ lên và mình nghĩ là nó cũng khá là nhiều và khá là lâu đó các bạn. Thì mình đã sửa lại, mình đã up lên 3 sao hết rồi nha. Và mình nghĩ lần này chắc nó lên cỡ 1000 mã lực đó các bạn. Động cơ zin đã là 600 mấy mã lực rồi. Ok, lắp đặt thôi nào. Đây trục hiểu nè. Rồi và mình lắp từng cái piston, rồi mình lắp từng cái nắp chụp. Trời ơi, trời ơi, trầm cảm. Trầm cảm nặng. Đây cứ lắp như vậy nè các bạn. Rồi và sau khi mình lắp xong hết mấy cái piston rồi mình lắp mấy cái nắp chụp thì bây giờ mình sẽ lắp cái cắt tê nha các bạn. Trầm cảm, trầm cảm. Cắt tê có 4 ngót thôi hả? Hơi ảo á nha, ít quá hả? Nãy giờ mình thấy nhiều lắm á, con này V12 cái gì cũng nhiều hết trơn, cái gì cũng lắp mỏi tay hết trơn mà tự nhiên cắt tê có 4 ngót nó thiếu thiếu kiểu gì á các bạn. Rồi và đồ độ thì đương nhiên lúc nào cũng bóng loáng thôi. Và đương nhiên sẽ có đồ độ nha các bạn. Động cơ lên hẳn thì dễ làm hơn. Rồi máy phát. Đây là cái bơm trợ lực tay lái V12 ha. Ở đây mình sẽ có một cái lọc nhớt. Rồi bắt đầu lên trên là lắp đặt nắp quy lát. Đây một hồi trầm cảm thêm cái nữa là mình lắp cái trục cam, xong mình lắp cái gọi là cái gì ta,
nó gọi là cái gì, cái bạc trục cam hay cái gì, nói chung là nó là cái dữ, là cái trục cam á, và trầm cảm tiếp. Hai cây, mỗi cây đâu đó tầm khoảng 6-7 cái gì á, hai bên. Wow. Rồi đây nè các bạn, nó nắp cổ trục cam nè, rồi buji nữa, rồi bánh răng trục cam mình lắp trước mấy cái này đi. Mệt quá, sợ hãi quá, sợ hãi quá. Tính ra nó không phức tạp các bạn, nhưng mà nó nhiều chi tiết. Còn cái boxer nó mới phức tạp á. Kiểu bên này nó xéo bên kia, rồi bên kia nó xéo bên nọ. Rồi ống xả, gom lại 3 ống thành một đường nha các bạn. Rồi bánh răng trục cam. Rồi bắt đầu mới gắn tới cái dàn buri, xong rồi gắn tới cái dàn nắp cổ trục cam. Rồi sau khi mà lắp xong cái phần đó thì mình sẽ lắp tới cổ hút khí. Ui, cái này đồ độ nè các bạn, bóng loáng luôn á. Rồi đây là cái ống dẫn nhiên liệu, để nó vô từng cái, để nó bơm nhiên liệu vô các bạn. Bên này là bướm ga một bên, bên này thêm một cái nữa. Ui, mình thấy dưới kia nó còn có cái gì đó nữa. Đây lúc này mình thấy dưới này nó có cái gì đó thiếu thiếu á các bạn. À đây, bộ pin đánh lửa ha, mỗi một bên. Hàng gì lúc nãy mình thấy nó thiếu thiếu bên trong này. Rồi, tới bên này. Quá là trời nhiều luôn. Ok, xong. Thế là xong cái phần trên rồi. Bây giờ mình sẽ tới dây Cura này kia nữa là xong rồi các bạn. Mong là xong rồi. Lắp cái động cơ hết cả thanh xuân. Thường thì mình không có rõ lắm là cái động cơ này ở ngoài đời là người ta lắp bằng tay hay là lắp bằng máy nữa. Giống như lâu lâu có mấy con siêu xe thì vẫn là lắp bằng tay, giống như là Mercedes-Benz đó các bạn. Mỗi một người thợ lắp xong rồi sẽ ký tên lên cho đó luôn á. Thì không biết là bên McLaren có lắp tay từng mấy cái động cơ này không. Tại vì con này cái vòng đời nó cũng khá là ngắn. Và hình như mình nhớ số lượng của nó có 100 chiếc à. Hình như là vậy á. Cái xe thì hiệu năng nó cao cực kỳ luôn. Và tốc độ của nó phải nói là kinh khủng. Giữ xe nhanh nhất thế giới trong vòng 11 năm nha các bạn. Cho tới năm 2009 luôn á. Thì mới mất cái kỷ lục đó bởi một con xe khác, mình không biết con nào. Rồi xong rồi các bạn ơi, còn thiếu cái gì nữa không? Không đúng không? Đầy đủ hết trơn đúng không? À, mình check thử cái động cơ này xem có được không ta. Đây mình hình như bấm vô đây không check được. Mình chỉ có đem vào kia mình lấy thôi các bạn. Ok, mình sẽ lấy động cơ. Sau đó mình sẽ lắp động cơ lên xe và để xem thử coi là nó có bị thiếu cái gì hay không ha. Lắp đặt động cơ lên xe. Ok, 100% hết, ngon lành. Lắp đặt lên. Rồi rồi, đi về đi, cảm ơn. Đó, thế là mình đã có một cái động cơ. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ làm mấy cái phần bên ngoài này nha các bạn. Đợi một xíu nha, chứ nó quá là nhiều rồi. Nhiều lắm luôn á, chắc là mình phải thuê người lắp thôi. Để coi dưới này là có thuốc lái, các nước làm mát. À con này nó đặc biệt, cái là hai cái bình nhiên liệu nó sắp chồng lên nhau nha các bạn. Nó lạ lạ. Bình ắc quy, dưới này là mấy cái hộp số rồi này kia thôi. Chắc là mình thuê thợ mình lắp cho nó lẹ. Many unbearable hours later. Rồi và sau một thời gian rất là dài mình ngồi mình lắp đồ thì hiện tại là cũng gần đủ rồi nha các bạn. Mình chỉ cần lắp thêm một số bộ phận, ví dụ như là hộp số hoặc là mình đổ nhớt vào nữa là xong rồi nha. Đề máy đi được nha các bạn. Do là con xe này V12 nó có quá nhiều chi tiết đi.
và những cái phần mà giống như là khung xe về phục giảm sóc này kia thì nó như nhau, là các bạn chiến nào cũng như nhau, cho nên mình skip cái đoạn đó ha. Rồi bây giờ mình sẽ lắp hộp số độ ha, không phải là hộp số zin của xe nữa. Rồi và cuối cùng thì mình lắp hai cái trục dẫn động nữa là xong nha các bạn. Rồi trục dẫn động còn lại và cuối cùng là lắp bánh xe thôi. Thì bánh xe mình dùng bánh xe zin nha các bạn, tại vì do là cái xe này á, theo như cái người làm mod cái xe này nói á, là nếu mà dùng thông số zin thì nó chạy rất là nhanh và rất là đầm luôn. Thì mình sẽ thử xem. Nói chung xe này là một cái phiên bản hiệu năng cao, cho nên là mình cũng không có cần phải đua bơi mình chọn cái mâm đẹp hay là bóng láng như thế nào đó đâu. Rồi bây giờ tới bánh trước. Xe này hiện tại là mình đã mua những cái bộ phận rồi nha các bạn, mình sửa lại mình mua lại hết rồi ha. Sau khi xong cái này thì mình sẽ lắp luôn cho các bạn xem. Rồi xong, bây giờ mình hạ xe xuống. Đó, hiện tại xe mình tháo ra hết đồ, mình ngồi mình lắp lại hết rồi. Bây giờ mình sẽ gắn lên thôi. Đó, nguyên cái xe như thế này nha các bạn. Còn nếu mà nhìn bình thường thì nó bị thô thô, nó thiếu thiếu cái gì á. Đây là cái phần nắp capo trước của xe. Rồi sau đó mình sẽ gắn tới đèn ha, cũng như là cái này gọi là cái nó giống như cái cớp á các bạn. Con này nó có cái tem nhìn rất là đẹp luôn. Cản trước nè. Ở bên hông mình sẽ có cửa. Ở bên này mình sẽ có cửa sau nữa hả. Nói chung là mấy cái đồ mod cho nên là cái tên nó sẽ không có đúng lắm đâu các bạn. Bên trong xe này là cái phần thân của nó bằng carbon luôn á ha. Cửa trước nè. Đây là phần cản sau, nguyên một cái bộ phận rất là to luôn. Đèn hậu. Đây là cái cánh gió ha. Cánh gió này nó đi kèm với một cái này hình như không phải là cái ống xả đâu mà là cái gì vậy các bạn. Còn cái ống xả là cái này nè. Đây, này là ống xả giả nha. Cái xe này nó không có làm cho mình gắn cái ống xả ở ngoài được. Trắng bùng. Đây là cái phần nắp che động cơ nè. Rồi cốp xe. Cái này là cái phần hốc lấy gió của xe ha. Kính nè. Đồ mod thì nó sẽ không có đúng đâu các bạn, kệ đi ha, mình chỉ lắp lên hết cho các bạn xem thôi. Rồi, thiếu gì nữa không ta? Còn một cái gương này nữa là xong. Quá trời đẹp luôn. Cái xe này mình nghĩ là để như vậy luôn, không có sơn nha các bạn, tại vì cơ bản nó đã rất là đẹp rồi, mình không có cần sơn này kia đâu. Bây giờ mình sẽ đưa mình châm nhớt vô cái đã. Nhưng mà mình vào xe bằng cách nào ta? Mở cái này lên, vô đây. Rồi. Đó rồi cái này là cái que thấp nhớt nè, đây. Thấp nhớt đây. Rồi, để check thử xem coi là nó cái mức nhớt của nó tới đâu nha các bạn. Vừa đẹp rồi. Như là đẹp rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đưa xe qua bên phòng dyno luôn ha. Tại vì cái xe của mình á, cái phần dàn áo mình đã làm lại hết rồi các bạn, không cần phải làm lại nó đâu và nó ken xà beng lắm rồi. Còn lại thì hình như mỗi một con xe nó có một cái màu tem riêng á, mình không có đổi màu tem được. Để một phòng sơn thử xem có được hay không. Đây. Trời ơi, nó xấu. Các bạn ơi, nó đây là cái livery nè. Đây livery 1, livery 2. Cái này là cái livery lúc nãy ha các bạn, nó khá là đẹp. Đây là cái livery 2 thì cái này nhìn nó nổi hơn luôn á. Nhưng mà nó này hơi nổi quá không? 3 4 4 là màu đen. 5 là về màu mặc định thôi các bạn. Ui, tính ra cái này nhìn nó ngầu nhưng mà nó bị thiếu thiếu, tại vì do cái xe cái body của nó rộng quá các bạn. Bây giờ mình đi qua bên dyno mình test thử xem là cái động cơ sau khi mà mình đã đồ lại hết rồi thì như thế nào ha. Xe này hình như là không còn thiếu gì nữa rồi á. Kiểm tra thử xem 100%. Ôi, đầy đủ. Ok, bắt đầu thôi. À, rồi mình nhớ rồi. Mình quên cái củ đề á các bạn. Rồi, đây nè. Chết, làm xe vậy chết rồi các bạn ơi, mình thiếu quá trời đồ luôn các bạn, mình mới vừa gắn xong hết rồi ha. Thì công suất từ nhà máy, công suất zin của xe là 627 mã lực, tại vòng tua là 6.350 vòng một phút và mô xoắn cực đại là 737 Nm. Thì bây giờ mình sẽ đo lại xem là công suất sau khi mà mình độ lên hết rồi thì như thế nào ha. Ok, bắt đầu thôi nào.
đi các bạn ơi. Công suất sau khi mà độ lại tăng gấp đôi luôn, 1329 mã lực. Tầm vòng tua là 6380 vòng 1 phút và mô men xoắn cực đại là 1530 Nm. Tầm vòng tua là 5475 vòng 1 phút. Nói chung là vòng tua thì nó tăng có một xíu đó các bạn, nhưng mà cả về thông số mã lực và cả về thông số mô men xoắn đều tăng gấp đôi nha các bạn. Tăng 702 mã lực và tăng 793 Nm về mô men xoắn, cực kỳ nhiều luôn á. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vác con xe ra ngoài đường, mình test thử xem coi là nó chạy như thế nào, có ổn định hay không, và mình có cần phải tinh chỉnh vào cục ECU này hay không. Thì đây là ECU Zin. Mình nghĩ với cái công suất xe như thế này thì mình chắc là phải lên số thôi, số 5 không chịu nổi đâu. Nhưng mà cứ để đi, để thử thử cái, thử xem như thế nào rồi mình sẽ tính tiếp. Đây mình có 3 chiếc nè, để chiếc này ha. À quên cân xe lại nữa các bạn. Bánh xe chưa có được cân lại, cũng như là đèn đốm này kia. Đây, nó đang bị lệch ha. Ok, ngon lành. Rồi. Ok, các bạn đã sẵn sàng chưa? À, và cái xe này nó kỳ thêm một cái là nó có hai cái gương chiếu hậu ở đằng sau nha các bạn. Cùng với đó là nó có thêm một cái gọi là sao ta, hai gương chiếu hậu bên ngoài nữa, tổng cộng là có 4 cái gương luôn. Mình không biết tại sao nó lại có nhiều gương như vậy, nhưng mà đi thôi. Nói là sao ta, nó đầm cực kỳ luôn á các bạn, nó không có một cái lệch lạc nào luôn á. Và cái số nó giống như là cái gì ta, nó mạnh quá mức luôn các bạn nhìn nè. Cái tua nó cứ giật lên giật xuống luôn các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ test lại ha các bạn, mình chỉnh lại hộp số cho nó ngon lành, xong rồi mình test cuối cho các bạn xem ha, đợi một xíu nha. Rồi, và sau một khoảng thời gian mình ngồi mình thử tốc độ của xe cũng như là mình chỉnh lại các tỷ số truyền của bánh răng, thì bây giờ cái xe của mình nó giống như một con quái vật rồi các bạn. Do là cái người làm mod cố tình làm cái xe nó bám đường hơn á, và cái động cơ đó mình cũng biết tại sao nữa, nhưng mà nó chạy càng lên nha. Thì bây giờ các bạn cùng mình theo dõi tốc độ của nó nha các bạn. Mình sẽ bắt đầu chạy luôn ha. Như các bạn có thể thấy, nó chạy được 949 km/h, tốc độ cao nhất. Nói sao ta, nó chạy càng lên nha các bạn. Và 900 mấy là tới cái ngưỡng của cái đường chạy này rồi, nó không lên được 1000 đâu. Mình cũng thử này kia rồi nhưng mà nó không lên được 1000. Hơi tiếc một xíu nha các bạn. Chạy lại nè các bạn ơi. Vẫn là 900 mấy thôi các bạn, tầm đâu đó khoảng 950, 960 gì đó. Thì bây giờ mình sẽ thử lại là mình lùi hết cái đường luôn và mình chạy thử xem có lên được 908 hay là 909 hay không ha. Bây giờ mình sẽ lùi cái xe lại cho nó xuống tới hết đường luôn, và mình sẽ lấy trớn bắt đầu lại xem có lên được tốc độ là tầm khoảng 907, 908 hay không ha. Cái tầm này nè. Rồi, chuẩn bị. Là hết rồi các bạn ơi. Thì nói chung là hôm nay làm cục máy con xe này nó cũng khá là vui, khá là trầm cảm, khá là mệt. Còn về cái xe thì nó bét rồi các bạn. Nắm giữ kỷ lục chiếc xe nhanh nhất thế giới 11 năm ha, cho tới năm 2009 thì bị một ai đó cướp mất, mình cũng chưa có tra cái vụ đó nữa.
Rồi ok, thì video này mình sẽ bắt tự nhiên ở đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hôm nay của tụi Game Co Mechanic này. Và nếu mà các bạn muốn mình làm những con xe nào đó trong tập sau thì các bạn comment phía dưới nha. Comment thật là nhiều vô, cũng như là nhớ đăng ký cho mình, like video và share đôi giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại video sau. Chào các bạn. Bye bye.